Từ lúc biết dính bầu, dù trong lòng dấy lên nỗi lo lắng, thậm chí sợ hãi về hậu quả sắp xảy đến, nhưng trong đầu Tư Diệu vẫn cứ chập chờn những hình ảnh nóng bỏng về hai ngày cuồng nhiệt trên thành phố, cứ y như đang xem một cuốn phim người lớn. Chỉ nhớ lại cái thứ cảm giác mê ly khi hai thân xác trần trụi quấn lấy nhau và thèm được hưởng thụ thêm một hay nhiều lần nữa. Nhưng chỉ biết rất khó, nếu không muốn nói là cơ may đã hết, nên trong lòng càng thấy chán. Thằng khốn nhát chết kia là thứ chơi chạy. Từ lúc nhìn thấy hai vạch thì đã bỏ trốn mất mặt luôn tới giờ. Tư Diệu đã ba lần gọi điện, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tít tít báo bận đáp lại. Chị nghiến răng lẩm bẩm: thằng chó dám cả gan chặn số của mình. Nhiều lúc điên tiết, chị muốn tới thẳng nhà, hỏi thẳng mặt thằng khốn cho ra lẽ. Đã chấp nhận lôi nhau lên giường thì phải nghĩ đến những diễn biến kế tiếp chứ. Không lẽ chỉ tính tới chuyện đánh một quả duy nhất từ trước lúc vô nhà nghỉ? Hay là nhắm mắt làm liều cho thỏa cơn ham hố nhất thời? Chưa gì đã bỏ của chạy lấy người, dù chưa có ai nói năng gì cả. Chị đâu có điên mà tính tới chuyện ràng buộc hay bắt một thằng lính quèn chịu trách nhiệm gì chứ. Khiêm làm sao có cửa. Nhưng hành động bỏ chạy một cách gấp gáp như thế thì đúng là quá coi thường chị. Hóa ra gã chỉ xem chị như một con cái để thỏa mãn dục vọng nhất thời mà thôi. Chị thấy quá thất vọng về sự lựa chọn của mình. Nhưng nghĩ kỹ thì Tư Diệu cũng có lựa chọn gì đâu. Chỉ là một cơn thèm khát đàn ông để bù đắp cho nỗi thiếu thốn quá lâu. Không Khiêm thì cũng là một gã đàn ông khác nào đó, ai mà biết. Đơn giản là thế. Nhưng dù vậy, kể cũng thật là lạ. Làm như nỗi sợ và sự biến đổi trong cơ thể vì thai nghén đã khiến cho chị cứ có cảm giác rạo rực thèm muốn chuyện đó đêm ngày. Thậm chí nếu cái thằng kế toán chết tiệt đó quay trở lại, có thể chính chị sẽ nhắm mắt tha thứ và lại tiếp tục trò chơi ngoại tình. Và lần này thì biết đâu cả hai sẽ thỏa mãn nhau ngay đằng sau vựa hải sản, bất chấp mọi rủi ro bị phát hiện. Phải nói rằng cơn động dục trong người Tư Diệu đang dần đến mức mất kiểm soát. Khi ba Hến rủ tới chơi nhà sáu khu mực, tâm trạng chị đang hoang mang rối rắm nên đồng ý đi liền. La cà tám chuyện một lúc cho khuây khỏa cũng tốt. Khi nghe mấy bà bạn đề cập tới y tá Mười Xung thì chị sực nghĩ ngay đến chuyện tại sao không gặp anh ta nhờ giải quyết vấn đề rắc rối của mình. Cũng phải, làm ngay càng nhanh càng tốt, nếu không muốn phải lên tận bệnh viện phụ sản trên thành phố. Trường hợp bất đắc dĩ phải giữ lại cái thai thì còn cần nghĩ cách đối phó với chồng nữa chứ. Anh đang đi khơi từ hôm chị đưa bé Linh lên Sài Gòn. Nhưng chưa kịp gặp Mười Xung thì sáng hôm sau Tư Cá Ngừ đã về tới. Tàu cập bến, anh giao việc neo đậu cho lính lác đảm trách rồi lật đật lo về trước. Thằng Hải Dùi nheo nheo cặp mắt tinh quái nói với sếp: lo gì gặp tẩu tẩu đi đại ca, mọi chuyện ở đây đã có tụi em lo. Lúc nãy anh đã kịp nuốt trọng một viên linh đơn Viagra thần thánh do thằng đệ đưa từ mấy hôm trước mà mãi tới nay mới được sử dụng. Phải nói anh rất nôn nóng muốn biết tác dụng của viên thuốc thần kỳ này hiệu nghiệm tới đâu. Hôm nay Tư quyết phải quần nát con vợ một trận cho ra bả, cho chừa cái thói đanh đá khi dễ chồng. Nhớ cái đêm trước ngày lên Sài Gòn, Tư Diệu đã tỏ ra coi thường anh một cách quá quắt.
anh không về nhà mà tới thẳng vựa hải sản. Thấy vợ đang ngồi thừ ra, làm như hồn vía để đi đâu mất. Trời trưa vắng, chẳng thấy khách khứa. Anh bước hẳn vô quầy, vịn vai chị, nói thì thầm. Biểu thằng Khiêm coi hàng, em về nhà với anh, mình nói chuyện một chút. Nghe nhắc tới thằng kế toán, chị hơi giật mình, nhưng cũng cố trấn tĩnh. Tư Diệu làm ra vẻ ngạc nhiên, trố mắt nhìn chồng. Nói chuyện gì? Thằng Khiêm nghỉ việc mấy ngày nay rồi, chẳng có ai ở đây hết á. Tư Cá Ngừ ngẩn người ra, thoáng chút bối rối. Nhưng chưa khi nào anh có cảm giác trong người căng thẳng, rạo rực như bữa nay. Ngẫm nghĩ giây lát, anh nắm tay vợ, chỉ ra đằng sau. Ủa, vậy hả? Thế thì đóng cửa một lát đi, vô trọng với anh. Mau lên em. Chưa khi nào Tư Diệu thấy chồng lăng xăng như gà mắc đẻ như vậy. Trong thoáng chốc không hiểu ý, chị ngơ ngác hỏi lại. Trời đất, vô trống làm gì? Bộ điên rồi hả? Nếu như mọi lần mà nghe vợ nói chuyện dấm dẳng kiểu đó, thì Tư Cá Ngừ đã im lặng bỏ đi. Nhưng lần này thì anh vẫn thản nhiên nói dứt khoát. Vô làm chuyện vợ chồng chứ làm gì nữa? Tư Diệu kinh ngạc nhìn chồng. Gương mặt Tư Cá Ngừ đỏ bừng, điệu bộ nôn nóng khác thường. Ít khi nào chỉ thấy chồng hối hả như thế. Trong đầu Tư Diệu chợt sáng lên một ý nghĩ. Ô trời, hay đây là dịp may để mình tẩy trắng tội lỗi đây rồi. Dù vậy, chị ta vẫn làm ra vẻ tỉnh khô, nhẫn nhà nói mỉa. Có làm được không mà đòi? Nói cứ y như thiệt vậy á. Anh không nói gì, bước ra kéo sập cửa sắt xuống, đóng lại. Rồi sắp tới nắm tay vợ, lôi thẳng ra nhà sau. Căn vựa lợp tôn chật hẹp, lại nóng nực, khiến Tư Diệu thấy bức bối, khó chịu không chút thoải mái. Nhưng còn dịp nào tốt hơn lúc này để đổ tội cái bầu cho Tư Cá Ngừ, nên vẫn kiên nhẫn lẻo đẻo theo chồng, mà miệng thì cứ lèm bèm. Làm gì mà như gà mắc đẻ vậy? Nóng nực quá à. Phải nói là Tư Cá Ngừ chẳng thấy hưng phấn gì mấy. Anh cố lắng nghe cơ thể của mình, xem có động tĩnh gì không, nhưng chẳng thấy gì rõ ràng cả. Có thể hành động mạnh dạn của anh là do cố ý, và cũng là cảm giác tự kỷ ám thị, vì cái đầu đã đinh ninh rằng trong cơ thể đang có sẵn một viên thuốc. Tư Cá Ngừ nghe thằng Hải Dùi huyên thuyên rằng chưa ai xài nó mà bị thất bại, thậm chí có người còn phải nhập viện cấp cứu vì sau khi hành sự xong rồi mà nó chỉ có lên chứ không chịu xuống. Nhưng ô kìa, hình như đúng là có hiệu quả. Anh có cảm giác phấn khích khi tự tay lột đồ và áp mặt xuống cơ thể vợ. Và cũng rất lâu rồi anh mới trông thấy đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của Tư Diệu. Ủa, sao hay vậy ta? Tư Cá Ngừ khoan khoái đáp. Ít ra thì phải vậy chứ. Sự kinh ngạc của Tư Diệu càng lúc càng tăng dần và biến thành cơn khoái cảm mà cả hai hằng mong đợi. Nhưng Tư Cá Ngừ chưa kịp vui sướng vì đã thực hiện được kỳ tích thì đã mau chóng thúc thủ. Những cơn sóng dồn dập ùa vào bờ và vỡ tung ra thành bọt biển tan tác chỉ sau có vài giây ngắn ngủi. Anh ngã vật ra giường, rên lên tuyệt vọng. Trời ơi, sao kỳ vậy? Tư Diệu thì hụt hẫng hơn ai hết. Chỉ có cảm tưởng giống như Tư Cá Ngừ vừa lôi chị lên một cái đỉnh hoang lạc. Nhưng chưa kịp thưởng thức cảm giác khoan khoái thì anh đã tự rơi ngược trở lại và lôi luôn chị xuống hố trong nỗi thất vọng não nề. Nhưng Tư Diệu đủ khôn ngoan, vẫn cố làm ra vẻ bình thản, quàng tay ôm lấy đầu chồng
nói với giọng hết sức dịu dàng giả tạo. Được rồi mà anh, em phê tới bến đây nè. Tư Cá Ngừ ngẩng mặt ngó vợ, tỏ vẻ không tin lắm lời chị nói. Thôi, đừng có an ủi anh, mới vài giây mà phê gì. Anh xin lỗi. Nhưng Tư Diệu cả quyết phản bác. Anh nói gì vậy? Vài giây, còn hơn bao lâu nay không có giây nào thì sao? Anh làm em thích đến nỗi không chừng kỳ này dính luôn rồi đó à. Có tiến bộ mà anh, ít ra lần này anh cũng làm được. Anh hoang mang nhìn vợ và ngây thơ hỏi lại. Trời, em nói thật chứ? Thiệt mà, em nói rồi. Sướng muốn chết đây nè. Dúi mặt vào ngực chồng, Tư Diệu giấu một nụ cười hiểm ác. Không ngờ dịp may rớt xuống đầu một cách bất ngờ đến thế. Nhưng Tư Cá Ngừ vẫn bâng khuâng tự hỏi. Chỉ có 5-7 giây thôi mà gọi là làm được sao? Mà tại sao Viagra lại không có tác dụng với mình vậy? Dù không thoải mái cho lắm, nhưng anh vẫn thấy yên tâm khi tình cảm vợ chồng có vẻ cải thiện đôi chút. Còn Tư Diệu thì cảm thấy nỗi lo như vơi đi một nửa, vì đã có cớ để vin vào. Nếu phải đẻ ra thì thằng cha bất lực này chẳng làm ăn được gì, mà tự nhiên cũng có thêm một đứa bé. Thế là sướng cha đời rồi còn gì. Bất giác Tư Diệu cũng muốn bật cười khoái trá, nếu không có anh chồng ngờ nghệch đang nằm đó. Dĩ nhiên trong thâm tâm thì chị đâu có muốn vướng bận thêm con cái. Cuộc sống chưa đủ chán hay sao mà muốn ôm rơm cho rậm bụng. Thứ Tư Diệu cần lúc này là một thằng đàn ông cho ra đàn ông, có thể giúp chị lên đỉnh lúc chị muốn. Tối hôm đó, chị nói với chồng đến nhà 6 khu mực chơi, nhưng lại đi thẳng tới nhà y tá Mười Xung cầu viện về cái vụ dính bầu bất đắc dĩ. Chị tính rồi, nếu uống thuốc trong vòng 2 tuần mà không đạt kết quả thì sẽ lấy cớ đi thăm bé Linh, để lên thẳng bệnh viện phụ sản thành phố giải quyết triệt để. Tư Diệu không muốn có con, nhất là của thằng kế toán dịch vật đáng ghét đó. Có điều sau khi gặp gỡ Mười Xung thì chị cứ vương vấn mãi ý nghĩ muốn gặp lại anh ta càng sớm càng tốt. Nếu so với Khiêm thì gã trai này ăn đứt về mọi mặt. Thứ nhất là về tướng tá diện mạo, ra vẻ đàn ông hơn hẳn thằng kế toán éo ợt kia. Còn ăn nói thì thật là có duyên, và thừa kiến thức y học, có lẽ dư sức đối phó với cái chuyện lạc đạn. Chị nhớ hai bữa trên Sài Gòn đã nhắc nhở cảnh cáo bao nhiêu lần, nhưng chẳng khi nào thằng đó biết tự kiềm chế, cứ phó mặc cho cảm xúc tuôn trào vô tội vạ. Gần cả chục lần trong suốt 2 ngày thì sao mà không dính? Đúng là đồ ăn hại mà. Còn cái anh chàng Mười Xung kia thì sao? Rõ ràng thừa biết chị tới đó qua lời giới thiệu của Sáu Lành, vốn là một khách hàng mê rờ. Nhưng thầy Mười dường như không có ý lợi dụng tình thế đó để rờ, mà chỉ vô tư thảo luận về cái yêu cầu phá thai. Nghe mà thấy ớn. Một là anh ta đúng kiểu bậc chính nhân quân tử, không phải loại thích lợi dụng đàn bà dù là dưới chiêu bài nào. Còn hai là loại bất lực, hay 3D, không ưa đàn bà con gái nên mới tỉnh bơ như thế. Chắc là không phải vậy rồi. Ồ, nhưng bà cũng dám lắm chứ. Chẳng thế mà anh ta đã bị vợ bỏ còn gì. Nhưng dẫu sao thì cũng phải công nhận anh ta là một mẫu người hấp dẫn và rất có trách nhiệm trong công việc. Nghĩ cũng thật hài hước, con người lúc nào cũng dễ dãi và tùy tiện với chính mình, nhưng luôn đòi hỏi người khác
phải chu toàn trách nhiệm về mọi mặt thì mới gọi là người tốt. Thôi thì cứ hạ hồi phân giải. Dẫu sao Tư Diệu cũng đã có một cái hẹn trước để được rờ rồi mà. Chị thực sự cảm thấy tò mò và hết sức kích thích. Phải mau mau gặp lại anh chàng y tá này. Đàn ông mà, không ai có thể chống lại sức quyến rũ của chị, nhất là trong khi rờ rẫm. Thánh nhân cũng chưa chắc cưỡng lại được tấm thân phồn thực chết người này. Ôi, hứa hẹn sẽ có một cuộc mây mưa cuồng nhiệt cho coi. Cơ thể mười xung rắn chắc thế kia mà. Càng nghĩ Tư Diệu càng thấy rạo rực hết cả người. Trong khi đó thì Tư Cá Ngừ luôn sống trong tâm trạng bất an. Đàn ông không đáp ứng nổi cho vợ thì đúng là kém cỏi. Dù có kiếm ra được bao nhiêu tiền thì cũng vứt. Hạnh phúc lứa đôi không đạt được thì cuộc sống chung nào có ý nghĩa gì. Cứ sau mỗi lần chung chạ thì chính miệng Tư Diệu đã nói thẳng mặt anh về nỗi chán chường, ngán ngẩm của mình. Lần nào cũng vậy, những câu nói giễu cợt khá thô lỗ của chị khiến anh vô cùng đau khổ. Những ai sống bên cạnh Tư Cá Ngừ đều nhận ra sự dằn vặt nội tâm qua cách sống trầm lặng, khắc khổ của anh. Ngay cả người làm, đàn em cũng đều nhìn thấy điều đó. Chỉ riêng có Tư Diệu là không thấy, hay cố tình không thấy thì đúng hơn. Trưa nay, sau cuộc ái ân ngắn ngủi ngoài vựa hải sản, lần đầu tiên sau nhiều năm, chị đã tỏ ra dịu dàng hơn với anh. Nhưng Tư Cá Ngừ thấy bứt rứt vì vẫn có cảm giác bất an khó diễn tả trong lời an ủi của Tư Diệu. Anh liên tục đi biển, mỗi đợt kéo dài nhiều ngày, cố gắng làm lụng kiếm tiền nuôi cái gia đình nhỏ này. Cuộc đời anh chỉ có vợ và con gái là duy nhất có ý nghĩa. Nhưng khi về đến nhà thì chưa bao giờ anh cảm nhận được là đã trở về cái tổ ấm của mình. Tư Diệu luôn luôn làm điều gì đó cho thấy sự lạnh nhạt, cố tỏ ra chẳng cần đến sự hiện diện của chồng. Anh đi mấy ngày mới về, nhưng chị vẫn bỏ đi đâu đó. Rõ ràng chị có những mối quan tâm riêng, có niềm vui riêng, và những thứ không hề có anh trong đó. Nhưng thật lạ, cho đến giờ này chưa khi nào Tư Cá Ngừ có ý nghĩ trong đầu rằng vợ mình đã ngoại tình. Như tối nay, Tư Diệu ra khỏi nhà từ chập tối. Anh đã định gần gũi vợ, cùng nhau tâm sự, cởi mở, tìm cách gắn bó lại tình cảm vợ chồng. Nhưng chị lại nói đi tới nhà bạn. Thôi cũng được, anh nằm đợi ở nhà một mình cũng chẳng sao. Nghe lời hãy dùi, anh uống thêm một viên Viagra thứ hai, chờ vợ về để cố thử lại một lần nữa xem sao. Thuốc trị bệnh mà, đâu phải uống một viên là sẽ có hiệu nghiệm ngay tức khắc. Bệnh nào cũng vậy, cần phải kiên nhẫn điều trị lâu dài. Huống chi là cái bệnh yếu sinh lý khó trị của anh. Tư Diệu về tới nhà lúc hơn 11 giờ đêm. Anh đã ngủ được một giấc ngắn và bị đánh thức khi chị trèo ngang người để vào trong. Tư Cá Ngừ vội ôm choàng lấy người vợ giữ lại, kéo chị ngã ngửa ra trên người anh. Mùi hương đàn bà khiến anh có cảm giác hưng phấn. Rõ ràng anh thấy bản năng đàn ông đang bị đánh thức. Một cảm giác sung sướng dâng lên tràn ngập trong lòng. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì Tư Diệu vùng mạnh, cố thoát ra rồi gắt lớn. Anh làm gì vậy? Khuya rồi, nó ngủ đi. Tư Cá Ngừ hơi ngỡ ngàng, cố nói nhỏ nhẹ. Anh muốn yêu em mà. Một lần nữa, Tư Diệu đáp lại một tràng dài với giọng điệu hết sức phũ phàng. Yêu? Yêu cái gì? Hồi trưa một lần rồi, được 5 giây hay 10 giây? Thôi đi, cứ làm chuyện rùi bu không hả?
Mà rồi nó bu còn lâu hơn anh nữa. Nói nghe phát chán, để tôi yên đi. Không chịu nổi cái lối nói chuyện điêu ngoa của vợ, anh Tư ngồi dậy gằn giọng. Riết rồi em ăn nói thô lỗ như phường chợ búa, chẳng ra làm sao hết. Ủa thì tôi là người chợ búa mà, còn anh là bậc cao sang quyền quý hả? Mà nè, bậc gì thì bậc, chưa đi tới chợ đã tiêu hết tiền thì là đồ hết sai, đồ bất lực, rõ chưa? Thật là đẹp mặt. Suýt chút nữa thì Tư cá người đã tán mạnh vào mặt vợ. Tay anh vung lên, nhưng nửa chừng thì dừng lại, rồi buông thõng xuống. Anh lật bật bước xuống giường, đi nhanh ra khỏi phòng. Lửa giận bốc lên phừng phừng, khiến tay chân không sao kìm được cơn run rẩy. Ngày hôm sau, mới 3 giờ sáng, Tư Cán Ngừ đã rời khỏi nhà. Anh ra bến tàu để chuẩn bị một chuyến đi biển khác. Có lẽ lần này anh sẽ đi khơi xa, thật lâu, mà trong lòng chất chứa một nỗi buồn vời vợi. Thấy chồng bỏ đi, nhưng Tư Diệu cũng chẳng thèm để ý. Mà hình như không có anh ở nhà thì chỉ còn thấy thoải mái hơn, vì không bị quấy rầy. Đã chẳng sướng ít gì mà còn thấy bực bội thêm. Chị cũng chẳng cần biết cảm giác của chồng ra sao, trong lòng anh đang nghĩ gì. Ôi xài, vợ chồng ở chung với nhau như thế đã 20 năm trời rồi, cũng chẳng hơn gì hai thằng bạn không thân lắm, hơi đâu mà quan tâm cho mệt. Chị còn bận rộn với ý nghĩ về chuyện tối nay sẽ đến chỗ Mười Xung. Một cuộc phiêu lưu tìm kiếm cảm giác lạ chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều. Nếu xét kỹ về bản chất của sự việc, mới thấy con người vô tâm và nhẫn tâm hơn mọi loài độc ác nhất trên thế gian này. Thật ra, thời gian luôn đồng hành với cuộc sống. Dù muốn hay không, nó cũng là tác nhân xóa nhòa tất cả, từ niềm vui cho đến nỗi buồn, và ngay cả đời người. Từ ngày mất vợ, Mười Xung phát sinh nhiều thói quen xấu. Nó đang dần hủy hoại tương lai của anh. Mười Xung không còn quá quan tâm đến việc kiếm tiền. Dĩ nhiên là cho đến khi thực sự nhẵn túi theo đúng nghĩa đen. Thời gian gần đây, dù muốn hay không, anh cũng bắt đầu băn khoăn lo lắng về vấn đề tài chính đang dần cạn sạch. Dĩ nhiên rồi, không làm ăn thì làm sao có tiền? Cứ mãi đắm chìm trong nỗi đau thất tình và men rượu thì còn lý gì đến những mục tiêu khác. Nhưng mấy ngày vừa rồi, hết sáu lành, rồi Tư Diệu lần lượt đến nhà và trả tiền về những công việc mà nếu xét ra thì khá trời ơi đất hỡi. Nó khiến anh phải nghĩ ngợi về ý nghĩa của những việc làm này. Thực sự thì chưa biết có chính đáng hay không, nhưng trước mắt là trong túi lại có tiền. Một khoản tiền không lớn nhưng cũng chẳng phải ít, và còn cảm thấy vui thích nữa mới lạ chứ. Có lẽ sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến anh mơ hồ, chưa thể nhận biết đó là một biểu hiện của sự khao khát bản năng. Đó là tiền và tình dục ở dạng sơ khai nhất. Mười Xung chợt nhận ra một vấn đề lớn khiến anh dằn vặt bấy lâu nay. Nào giờ anh chỉ nghe nói tới nam giới mới là loại lăng nhăng, là kẻ chuyên xách gậy đi ăn mày, đụng đâu chọt đó. Chỉ có đàn ông là thích trăng hoa mèo mỡ. Mãi cho đến khi chính anh chứng kiến sự lăng loàn của vợ, dù viện bất cứ lý do gì thì sự phản bội của anh đã gây nên cú sốc to lớn và dìm anh vào nỗi tuyệt vọng không bờ bến, kéo dài cho đến giờ này vẫn chưa thể phôi pha. Không ngờ chính anh chứng kiến người đàn bà của mình ngoại tình. Đây là một sự thật vượt ngoài sức tưởng tượng. Hình như thời gian gần đây anh ít còn bị dằn vặt
đến chết lên chết xuống về nỗi đau nhớ vợ như lúc trước. Thực ra thì cũng còn đôi chút, nhưng chỉ đơn thuần là nỗi thèm khát về sự êm ấm xưa cũ đã kết thúc, xảy ra một cách tự nhiên vào những đêm sâu trống vắng. Cuộc tiếp xúc mới mẻ với những người đàn bà khác ngoài công việc thường nhật cũng gợi lên một nỗi ham thích lạ lẫm, dù chưa rõ là gì, vì nó đã được đeo một cái mặt nạ che đậy sự biến tướng của nhu cầu bản năng. Nhưng cũng chưa có gì gọi là bất chính. Và Mười Xuân thoáng nghĩ đến những cuộc phiêu lưu mới lạ hơn. Thì có sao chứ? Miễn biết tự kiểm soát và dừng lại đúng lúc thì chẳng có gì là tội lỗi. Kiếm tiền và hưởng thụ chút cảm giác tạm bợ thôi mà. Ăn thua ở bản lĩnh và biết tự kiềm chế. Anh hiểu mình cần phải làm gì. Điều anh cần biết cũng sắp được nhìn thấy. Có lẽ cái nghề thầy giờ sẽ giúp anh nhận ra bản chất thực sự của đàn bà. Kể cũng hay đi chứ. Một cuộc phiêu lưu để có thể nhận chân sự thật phũ phàng, để anh chấm dứt sự mù quáng ngu ngốc khi cứ mãi thần thánh hóa đàn bà như đã từng làm với oanh. Cũng là một cái tát nữa vào mặt giúp tỉnh người ra. Đàn bà hay đàn ông gì cũng như nhau cả thôi. Để giữ gìn giá trị con người và sự chung thủy thì phải cần đến những điều lớn lao hơn nhiều. Mới mấy ngày nay, chính Sáu Khô Mực và nhất là Tư Diệu đã giúp anh mở mắt ra nhiều hơn tất cả thời gian trước cộng lại. Anh không dám bày đặt phán xét ai, nhưng sẽ quyết định trở thành một thầy rờ để có cơ hội nhìn ngắm cuộc đời cho rõ hơn. Chỉ cần một thời gian ngắn thôi, cho đến khi anh có bước đi kế tiếp cho cuộc sống của mình. Đêm nay cũng như đêm qua, 9 giờ tối cũng là giờ Mười Xuân đã thấm đẫm men rượu. Có lẽ nhậu bây giờ chỉ là thói quen, chứ cũng chẳng còn là nhu cầu xoa dịu nỗi buồn. Vì trong đầu anh đang liên tưởng đến cuộc gặp gỡ đêm trước với Tư Diệu. Anh thấy tò mò về người đàn bà hấp dẫn này. Nếu xét cho đúng thì lẽ ra anh phải lên án và thấy khinh bỉ kiểu phụ nữ lan chạ, hư hỏng như thế chứ. Chị ta cũng đâu có khác gì vợ anh, thậm chí còn tệ hơn. Vì oanh dứt khoát bỏ chồng mới mang thai với người khác, còn Tư Diệu thì để dính bầu với đàn ông lạ mà vẫn không hề có chút mặc cảm tội lỗi, thậm chí vẫn tiếp tục có ý định gian díu với bất cứ ai khác chồng mình, dù dưới bất cứ hình thức nào. Chị đã chẳng từng thú nhận: "Em muốn được anh rờ vào một lúc nào đó, hay sao?" Vậy mà anh lại thích thú và không hề có cảm giác khinh ghét, thậm chí còn tò mò chờ đợi và thấy kích thích khi hình dung về tấm thân gợi cảm của nàng. Nếu Tư Diệu đến đây giờ này, anh sẽ không ngại đáp ứng nhu cầu tìm kiếm cảm giác của nàng một cách tận tình nhất. Điều đó đã xác nhận bản chất ích kỷ của giống đực khi nghĩ về cái tội ngoại tình của mọi đàn bà, miễn không phải là vợ của mình. Lại thêm một phát kiến nữa về bản chất của giống đực. Cửa nhà Mười Xuân theo thói quen vẫn mở toang hoác dù đã hơn 9 giờ đêm. Khi Tư Diệu lững thững bước vào, nàng nhẹ nhàng khép cửa và đến ngồi đối diện với Mười Xuân. Lúc này đang ngật ngà ngật ngưỡng say khướt, chị khẽ hỏi: "Anh say quá rồi thì làm sao khám bệnh?" Nhưng Mười Xuân nhướng cặp mắt lờ đờ, khẽ lè nhè đáp: "Kiểu gì cũng khám được hết, đừng lo ha." "Cho em một ly đi," chị bất ngờ đề nghị. Thấy chủ nhà còn chần chờ, Tư Diệu cầm luôn cái ly của anh đưa lên môi nốc cạn. Khi hớp rượu trôi xuống cổ họng, chị nhăn nhó nói lớn: "Trời ơi, rượu đế uống thấy ghê quá hả?" "Ai biểu uống rồi kêu? Lần sau em sẽ mang qua cho anh một chai Chivas."
Nhưng Mười Xuân làm như không nghe. Anh đứng dậy, chỉ cái giường khám bệnh, rồi nói nhanh: "Nằm xuống đi, mau lên, trong khi tôi còn tỉnh." Sau đó, anh mở tủ lấy ra một chai dầu massage dành cho trẻ em. Tư Diệu ngó anh một cái, rồi lẳng lặng bước tới ngã lưng xuống giường nằm ngửa ra với vẻ sượng sùng. Dù trong cơn say choáng váng, nhưng Mười Xuân vẫn khá tỉnh táo, bắt tay vào công việc. Anh hỏi nhỏ: "Sao không cởi quần áo?" "Hả?" Tư Diệu làm bộ thảng thốt kêu lên, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khích. Chị chậm chạp trút bỏ chiếc quần tây và cái áo thun ra khỏi người. Khi đưa tay ra sau lưng định cởi luôn móc áo ngực thì chợt Mười Xuân nhanh tay cản lại: "Trời ạ, không có cởi đồ lót." "Ồ dạ." Chị tỏ ra thất vọng, đạp đạp nhẹ hai chân tỏ ý không hài lòng. "Kỳ vậy, phải rờ hết chứ." Nhìn bộ ngực phập phồng của Tư Diệu, anh thấy hồi hộp muốn nín thở, nhưng vẫn giữ im lặng không đáp. Anh thản nhiên xoa dầu lên khoảng da trần của người đàn bà, y như một thợ massage chính hiệu. Vụ này ngày xưa anh từng thực hành nhiều lần với vợ. Dù khinh thường chồng, nhưng oanh vẫn ghiền cái chiêu rờ mó nhiều cảm xúc của anh. Một cơn thống khoái nhẹ nhàng lan tỏa trên da thịt khiến Tư Diệu rên lên: "Ui thích quá à, xoa bóp mạnh lên đi anh." "Không, tôi đâu có massage, chỉ rờ thôi mà." "Dạ thì rờ tiếp đi anh." Ngày xưa Mười Xuân có niềm đam mê sâu sắc với thân thể vợ. Anh không bao giờ phí phạm cơ hội để được chạm vào làn da trần mịn màng của chị. Mới đầu, ngay cả oanh cũng lầm tưởng đó là sự chuẩn bị cho việc đòi hỏi quan hệ tình dục sắp diễn ra. Nhưng rồi, chị hiểu ra hành động đó không xuất phát từ sự ham muốn thể xác, mà chỉ đơn thuần bắt nguồn từ tình yêu thương mà thôi. Mười Xuân thích rờ rẫm vuốt ve thân thể vợ như một niềm đam mê không bao giờ cạn. Anh chỉ cần rờ thôi, không cần phải làm tình. Anh vốn yêu tất cả những gì thuộc về chị, từ quần áo cũ không mặc lại nữa, một lọn tóc dày ống ả sau khi cắt bớt, những món đồ kỷ niệm không sử dụng, anh đều đem cất kỹ trong những chiếc thùng giấy đóng kín. Thỉnh thoảng nhìn anh tỉ mẩn xếp dọn những thứ ấy, oanh bĩu môi: "Để thời gian làm những chuyện lớn lao, cứ lo tích trữ rác nên nghèo mạt cũng phải." Đồ vật mà còn thế, huống chi tấm thân tuyệt mỹ của vợ. Nhiều đêm, có khi anh yên lặng ve vuốt tấm thân mịn màng của chị, hằng giờ không biết chán. Hai bàn tay liên tục xoa nắng, rờ rẫm thật nhẹ nhàng trên khắp làn da mịn màng, không mệt mỏi. Đối với Mười Xuân, thân thể vợ là một tuyệt tác của tạo hóa, là thứ đẹp đẽ, đáng yêu nhất trên đời mà anh từng biết. Và dĩ nhiên, những lúc ấy, anh có cảm giác như tê liệt, chỉ biết nằm yên tận hưởng khoái cảm đê mê cứ dâng lên dồn dập từng hồi không dứt. Dù không yêu chồng, nhưng oanh nghiện thưởng thức hai bàn tay điêu luyện của Mười Xuân. Có lần chị còn nói: "Ông nên làm nghề massage đi, đừng làm y tá nữa, không chừng còn kiếm nhiều tiền hơn đấy." Nhưng anh thản nhiên đáp: "Đó không phải là massage, mà chỉ là sờ mó, âu yếm. Phải yêu thương thật nhiều thì mới làm được. Đâu ai có thể cùng lúc yêu tất cả mọi người." "Cứ vinh cớ đủ thứ, ông đúng là lắm chuyện, thật vớ vẩn." Dù vợ có nói gì, anh vẫn im lặng. Thế mà cho đến một ngày, anh nhẫn tâm mang tấm thân ấy rời khỏi anh vĩnh viễn và trao cho một gã đàn ông xa lạ khác giày vò tận hưởng. Điều đó khiến Mười Xuân vật vã
đau đớn một thời gian rất dài. Phải nói thật là lâu thì cơn đau mới dịu bớt. Anh hiểu, trên đời này không chỉ có mình Oanh là đàn bà, mà còn rất nhiều đàn bà khác nữa. Nhưng anh cũng hiểu, đâu có dễ gì tìm được một người cho mình yêu thương như đã từng. Còn bây giờ, hết sáu lành, rồi đến Tư Diệu. Những người đàn bà xa lạ tới nằm đây, bỏ tiền mua chút cảm xúc trần tục tạm bợ. Đối với anh, dù những va chạm sờ mó lên da thịt cũng khơi gợi nhiều cảm xúc thể xác, nhưng rõ ràng là không hẳn thế. Từ mùi hương đàn bà phảng phất, làn da trần mềm mại. Nhưng đó là vợ người ta. Anh hiểu mình vẫn còn đủ ý thức về điều không thể. Và lý do anh không đồng ý Tư Diệu cởi bỏ hai mảnh cuối cùng trên người. Dù sao, anh vẫn là đàn ông, một con đực khỏe mạnh, thiếu thốn lâu ngày. Anh biết mình sẽ yếu lòng trong một lúc nào đó và rơi luôn vào sự cám dỗ, tự bán rẻ nhân cách vì một ít tiền lẻ của mấy chị đàn bà vắng chồng. Nãy giờ, Mười Xung để cho cái đầu lang thang và những suy tư và hồi ức, trong lúc hai bàn tay vẫn di chuyển nhẹ nhàng trên người Tư Diệu. Mấy ngón tay như những con rắn bò trên cơ thể người đàn bà khác tình. Có vài lần, Tư Diệu oằn người không chịu nổi cảm xúc dâng trào lên tới đỉnh điểm. Chị chộp lấy hai bàn tay anh, đòi hỏi những thao tác khác hơn. Chị thì thào, "Cho em tới bến đi anh", trong tiếng thở dồn dập đứt quãng. Đến lúc này thì Mười Xung đã nhận ra, trong điều kiện cho phép thì đàn bà sẵn sàng trao thân cho bất kỳ gã đàn ông nào mà không hề nhớ gì đến cặp sừng hươu của thằng chồng ngờ nghệch. Anh cau mày, khẽ giật tay lại và bình thản tiếp tục công việc của mình. Phải nói, Tư Diệu có thân hình nảy nở và hấp dẫn hơn Oanh. Lúc chị mới thoát y thì chính anh cũng giật thoát mình vì bị kích thích đến không muốn rời mắt. Nhưng nãy giờ, anh cố chìm vào cơn suy tưởng để trấn áp tà ý trong lòng mình. Sau hơn nửa giờ trôi qua thì Mười Xung đã trở lại bình thản, không còn động tâm về những điều nhìn thấy nữa. Để giữ vững tinh thần, anh còn nhìn nhận Tư Diệu về mặt đạo đức. Chỉ có khía cạnh này mới giúp anh không bị dao động. Nói thật, dù khá cởi mở, không để định kiến về việc vợ mình ngoại tình gây ảnh hưởng hệ số cá nhân, nhưng Mười Xung cũng thấy người đàn bà đang nằm rên rỉ này thật khó chấp nhận. Anh chưa biết tình trạng chồng con của Tư Diệu ra sao, nhưng trong bụng chị ta vẫn đang mang một phôi thai do quan hệ bất chính, chưa biết kết quả thế nào. Mới đêm qua thôi còn cuống quýt uống thuốc phá thai, mà đêm nay đã vô tư tìm đến một lạc thú khác. Anh thừa biết khi đến đây, Tư Diệu mong đợi nhiều hơn thế này. Hy vọng vào sự đồng lõa của anh và một cuộc mây mưa tiềm tàng, có thể là cả đêm tới sáng nếu anh đồng ý. Cám dỗ này thật khó vượt qua. Nàng ngon mắt quá mà. Nhưng đâu có dễ vậy. Mười Xung chưa bao giờ muốn trở thành một thằng điếm đực hay một gã chuyên cướp vợ người khác, dù dưới danh nghĩa nào. Anh thật tình chỉ muốn giải trí một chút và kiếm chút tiền. Nhưng ngay giây phút này cũng đã là quá dễ dãi với chính mình. Và chắc chắn rằng đây chỉ là một trò chơi ngắn hạn cho qua ngày đoạn tháng mà thôi. Điều tệ hại hơn cả là sự ghê tởm. Một cảm giác không mấy dễ chịu khi phải cố che đậy, không để Tư Diệu nhận ra trên nét mặt. Anh ngó lên đồng hồ. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã đúng 60 phút. Nhìn người đàn bà tóc tai rũ rượi, mồ hôi mồ kê toát ra loang loáng trên làn da trắng nhễ nhại, đôi mắt nhắm nghiền vì cơn khoái lạc chưa tan, và bộ dạng giả dưỡi trong cơn mệt mỏi, anh khẽ gọi, "Chị Tư, dậy thôi,
xong rồi. Nhưng người đàn bà uốn éo một lúc, rồi mở cặp mắt long lanh đa tình ra, nói nhỏ: Em chưa muốn về, nữa đi anh, em trả tiền mà. Mười Xuân lạnh lùng, lắc đầu nói nhát gừng: Không được, một lần chỉ 60 phút, mà mỗi người chỉ được một lần. Ai cũng vậy hết, không ngoại lệ, và đó là nguyên tắc. Chị cho xin 500k. Tư Diệu ỏn ẻn trách móc: Nói chuyện không có tình cảm gì hết trơn hả? Chị ngồi dậy, uể oải mặc lại quần áo, sau đó rút từ trong túi sách ra 4 tờ 500 đặt lên bàn. Cất tiền đi anh, đừng nói gì hết. Mười Xuân lẳng lặng cất tiền vào hộc tủ, mà không bày đặt tỏ ra mãi hơi như lần trước. Đã nói anh kiếm tiền mà. Lúc ra đến cửa, Tư Diệu nhoẻn miệng cười, liếc anh với ánh mắt lẳng lơ không giấu giếm: Anh Mười tuyệt lắm, lần này em tha cho đó nhen, lần sau em muốn nhiều hơn thế nữa đó. Mười Xuân chỉ cười cười không đáp. Nhưng rồi anh lại nói: Chị muốn đến lúc nào cũng được, nhưng chỉ 60 phút thôi nhé, không hơn. Để rồi coi. Tư Diệu cười hinh hích rồi bước ra cửa. Những ngày sau đó, nhờ cái miệng của 6 khô mực mà danh tiếng thầy Rờ mau chóng phổ biến khắp làng trên xóm dưới, lan cả sang những khu vực lân cận. Giới chị em tìm tới ngày càng đông. Mười Xuân chính thức đón khách theo giờ hành chính. Sự bận rộn cũng giúp anh bớt say xỉn và chấn chỉnh lại cuộc sống bê tha của mình. Ngoài ra, sự quá tải lúc ban đầu vì điều mới lạ cũng khiến Mười Xuân dần phát hiện ra nhiều bất cập trong kiến thức y tế và xã hội của mình. Thế là sự nghiệp thầy Rờ của Mười Xuân giờ này là Xuân, ít xì, chứ không phải là Xuân, Escher, do khách hàng đặt cho, kéo dài được đúng 12 tháng. Sao chỉ có 12 tháng? Lý do sẽ nói sau. Tuy chỉ duy trì 1 năm thôi, nhưng anh thật sự kinh ngạc khi nhận ra rất nhiều phụ nữ khắp nơi trong vùng có mong muốn được Rờ. Họ cứ lần lượt kéo đến, trèo lên chiếc giường đơn sơ của phòng khám cho anh trị liệu. Từ đó, Mười Xuân chợt hiểu thêm một sự thật quan trọng. Hầu hết các phụ nữ tới khám đều thuộc vào diện đau khổ, không được ấm êm, hạnh phúc, thỏa mãn với chồng mình. Họ thực sự là những người vợ bất hạnh của mấy ông chồng trăng hoa, đàn điếm, là nạn nhân của tệ nạn bạo hành gia đình, là những phụ nữ góa chồng hay bị chồng bỏ rơi như 6 khô mực. Chỉ có một số rất ít mấy chị thừa tiền ăn no rững mỡ như là Tư Diệu. Do đó, trong suốt thời gian hành nghề, càng ngày anh càng cố gắng cập nhật kiến thức về cách điều trị tâm lý. Có nhiều thay đổi lớn sao cho phù hợp với yêu cầu so với ý tưởng ban đầu. Vì anh nhận ra mọi thứ không như mình nghĩ, nghĩa là không phải ai cũng giống như Tư Diệu. Mười Xuân tìm hiểu thêm các kiến thức khác như tâm lý, hôn nhân và gia đình. Tuy mang danh thầy Rờ, nhưng không phải là Rờ theo kiểu ngày đầu gặp gỡ với Tư Diệu và 6 khô mực, mà anh đã xây dựng thành một quy trình bao gồm tư vấn tâm lý và vật lý trị liệu hẳn hoi. Thầy Rờ chỉ là danh hiệu thân thương mà mọi người quen gọi mà thôi. Trở lại câu hỏi, sao chỉ có 1 năm? Thầy Rờ Mười Xuân gặp trục trặc gì về vấn đề hành nghề chăng? Chỉ đúng một nửa. Chính anh tự hiểu rằng muốn giúp mình giúp đời một cách trọn vẹn, toàn tâm toàn ý, và ngoài ra còn phải gầy dựng lại tương lai sự nghiệp cho bản thân, thì anh phải có đủ kiến thức y học, phải hội đủ điều kiện bằng cấp thì mới có thể làm việc một cách danh chính ngôn thuận.
Thế là Mười Xung đã tập trung ôn tập để tiến hành thi vào trường đại học y khoa, để lấy bằng bác sĩ với mong ước khi tốt nghiệp sẽ hội đủ điều kiện hành nghề chuyên nghiệp hơn. Và sau 12 tháng, anh đã tạm đóng cửa phòng khám, từ giã bà con làng xóm để rời quê lên thành phố, chính thức bước vào kế hoạch lớn nhất của đời mình. Nói thêm về hai chị Sáu Khu Mực và Tư Diệu, hai bà này mới đầu là những khách hàng thân thiết. Họ gián tiếp tìm kiếm khách hàng cho Mười Xung, và ngay chính họ cũng tìm đến anh ngày một, không phải vào giờ hành chính ban ngày như mọi người, mà toàn mò tới vào lúc 9-10 giờ đêm để đòi được sướng theo kiểu cũ. Tuy không còn thoải mái với cách làm này, nhưng anh phải buộc lòng chiều ý. Nổi cái việc sắp xếp thời gian biểu cho hai bà cũng khiến Mười Xung đau đầu nhức óc vì những lần đụng độ. Thậm chí có lần phát sinh tranh giành, ghen tị giữa hai người. Đến nỗi từ từ rồi cả hai bà đều nảy sinh tình cảm và ngỏ ý sẵn sàng ngủ với Mười Xung vô điều kiện. Phải nói với thân hình khô héo của Sáu Khô Mực thì chuyện dứt khoát từ chối là điều khá dễ dàng. Có lần chị Tự Ái hỏi thẳng: "Bộ cha chê tôi xấu hả? Cứ tắt đèn thì nhà tranh cũng như nhà ngói thôi mư." Trời đất, nói chuyện kỳ quá à. Kỳ gì đâu, sướng mà. Thiệt tình thì anh cũng thấy hơi áy náy vì không thể thỏa mãn mong muốn của Sáu Khô Mực. Nhưng đối với một người phụ nữ phỏng phao quá hấp dẫn như Tư Diệu thì sự chống trả của anh có phần khó khăn, vật vã hơn nhiều. Trong một hai lần gì đó, vì quá say xỉn mà Mười Xung cũng suýt xa vào lưới tình của bà này. Nhìn chị cố tình thoát y 100% trên giường khám bệnh mà anh muốn phát sốt vì không thể kiềm chế nổi dục vọng. Nhưng rồi nhờ ý chí sắt đá và sự kiên định lập trường, Mười Xung đã dừng lại được và thuyết phục chị hãy quay về với chồng. Thậm chí anh còn hứa sau khi tốt nghiệp sẽ trở về đích thân chữa trị cho Tư Cá Ngừ nếu anh ấy vẫn chưa khỏi bệnh. Trước hôm lên đường nhập học 2 ngày, Tư Diệu tới nhà đòi ngủ lại một đêm với Mười Xung để làm kỷ niệm. Chị nói như vậy có chịu nổi không chứ? Anh Mười chê em ở cái chỗ nào? Làm ơn cho em tới bến một lần đi. Ở đây chỉ có anh biết, em biết và 4 bức tường biết thôi hà. Có gì phải sợ hả anh? Em yêu anh mà. Mười Xung phải thuyết phục mỏi cả miệng để đuổi chị về. Anh khuyên nhủ rất chân thành: "Không được đâu chị Tư à. Chị nên biết rằng phải có phước lắm mới được làm vợ một bậc chính nhân quân tử như anh Tư Cá Ngừ. Hãy tỉnh lại đi và về nhà cố gắng giữ hạnh phúc gia đình. Ảnh bệnh thì chữa, không phải mỗi lúc mà bỏ chồng đâu. Vớ phải một thằng ất ơ cà chớn như thằng Khiêm thì có phải khốn nạn cả đời không? Còn tôi, xin nói thiệt, tôi vẫn còn rất yêu vợ. Và hơn nữa, tôi cũng không thể phạm lỗi với một người đàn ông chân chính như anh Tư cho được. Chị hiểu không hả?" Cuối cùng, Tư Diệu ôm chặt Mười Xung rất lâu, rồi miễn cưỡng lủi thủi ra về, sau khi vội vã hôn lên môi anh một cái chụp, coi như làm kỷ niệm. Trước khi kết thúc câu chuyện, xin kể thêm một chút về chuyện vợ chồng nhà Tư Diệu. Sau 1 năm theo học trên trường y, nhân dịp hè, Mười Xung về quê nghỉ ít ngày. Sáu Lành hay tin liền chạy qua thăm. Chị nói tía lìa: "Ông hay tin gì về chuyện vợ chồng Tư Cá Ngừ chưa?" Mười Xung nhìn chị lắc đầu. Sáu Lành liền kể: "Ông đi lên trển chừng 1 tháng mấy 2 tháng gì đó thì bà Tư Diệu kêu thằng Khiêm quay lại vựa làm kế toán như cũ.
thằng kia nghe nói bả không có thai nên trở lại liền. Rồi sao? Còn sao nữa? Hai đứa lén lút hú hí ngay trong vựa, liên tục không kiên nể gì hết. Chẳng biết ai nhìn thấy, đi mét với ông Tư Cá Ngừ. Trời ơi, vậy là lớn chuyện rồi. Chứ gì nữa, ông Tư rình bắt quả tang ngay lúc hai đứa đang dính xà nẹo đằng sau vựa. Ổng quýnh thằng Khiêm văng mất hàm răng, tới giờ móm xọm hà. Còn chị Tư thì sao? Còn sao nữa, ổng làm đơn ly dị rồi đuổi bả ra khỏi nhà luôn rồi. Nghe nói bả lúc này cũng xuống dốc ghê lắm. Nghe Sáu Lành kể chuyện mà trong lòng Mười Xuân thấy buồn. Nhưng anh cũng hiểu thêm một khía cạnh nữa. Dù là đàn bà hay đàn ông, kiểu người lan chạ quen rồi thì thế nào cũng sẽ ngựa quen đường cũ. Cái nết dù có đánh chết cũng không chừa. Anh thở dài thường thượt, khiến chị Sáu thắc mắc. Nghe chuyện của người ta mà sao ông buồn vậy? Thôi, vô làm cho tôi đi, đợi ông cả năm rồi. Làm cái gì? Thì giờ tôi thèm thấy mồ hà. Trời ạ, à, tôi đâu còn làm nữa. Sao bà không lo lấy chồng đi, cứ kiếm tôi hoài vậy? Không có quen ai hết thì làm sao lấy? Hay là ông lấy tôi luôn đi? Làm ơn mà.